Như vậy là mình đã tạo xong một cái phép tính tính tổng các giá trị. Đây mình đã tạo sẵn 10 ô để chúng ta nhập vào 10 giá trị. Ví dụ như cái ô đầu tiên mình nhập vào là 4. Rồi 12. Rồi 5. Rồi 8. Mình chỉ cần nhập vào 4 ô. Thì 4 ô này thì trong các phần tổng giá trị chúng ta sẽ khai báo nó là 4. Nó sẽ bắt đầu từ cái thanh ghi đầu tiên cho đến ba cái thanh ghi tiếp theo, là sẽ có tổng cộng 4 thanh ghi. Nó sẽ tính tổng giá trị của 4 thanh ghi này. Như vậy là 16, 21 và 29. Khi mình bấm vào dấu bằng thì cái kết quả ở đây của chúng ta nó sẽ là 29. Đây, nó là 29. Khi chúng ta muốn tăng cái giá trị này thì chúng ta cũng khai báo trong phần tổng số giá trị. Ví dụ như đây, 29 rồi, mình cộng thêm 10 nữa là 39. Rồi thêm 1 nữa là 40. Thì chúng ta sẽ khai báo tổng các giá trị ở vào cái ở đây là 2, 4, 6. Chúng ta có tổng cộng là 6 cái ô giá trị. Thì chúng ta sẽ khai báo ở đây là 6. Khai báo nó là 6. Mình nhấn vào chấm bằng thì nó sẽ ra kết quả chúng ta là 40. 40. Và bây giờ mình thêm 10, thêm một ô nữa là 10. Thì ở đây mình sẽ khai báo nó là 7. Khi mình nhắn vào nó tính kết quả thì nó sẽ ra 50. Tương tự như vậy, cái phần tổng số giá trị đây chúng ta khai báo bao nhiêu, nó sẽ bắt đầu tính từ cái thanh ghi đầu tiên. Thanh ghi đầu tiên. Ví dụ ở đây mình chỉ khai báo là 2. Mình khai báo chỉ hai cái tổng số, tổng cái giá trị chỉ là 2 thôi. Thì nó sẽ tính hai cái thanh ghi bắt đầu từ thanh ghi đầu tiên. Thanh ghi đầu tiên của mình ở đây. Thì như vậy kết quả của mình sẽ là 16. Mình nhấn cái bằng thì kết quả ở đây nó sẽ là 16. Mặc dù những cái ô da tiếp theo nó đều có giá trị, nhưng mà nó sẽ chỉ tính cái kết quả của hai cái thanh ghi đầu tiên. Em hãy giúp cho tình mình đã xa qua, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm, xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau ngời xa. Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên. Trong video này thì mình sẽ thực hiện phép tính tổng các giá trị. Đầu tiên thì mình mở phần mềm gửi cuộc hai lên. Mình tạo một cái widget mới. Ở đây mình sẽ chọn cái dòng FX 3U, bấm OK. Mình tạo một cái cờ để kích hoạt các phép tính. Lệnh thực hiện phép tính tổng. VGAP, SUM, VGAP là WORD và SUM là tính tổng. Đây, nó sẽ tính tổng các giá trị cho cái dữ liệu 16 bit. Cái có chữ S đây là source, tức là cái nguồn. Và cái có chữ D có nghĩa là cái địa chỉ, cái thanh ghi. Và cái N tức là cái số hạn. D0. D0. Nó sẽ là cái giá trị đầu tiên. Và tùy thuộc vào cái số hạng mà chúng ta đặt đây thì nó sẽ tạo ra những cái thanh ghi, thanh tính từ những cái thanh ghi tiếp theo, D0, D1, D2, D3 gì đó. Cái 32 bit này chính là cái địa chỉ để chúng ta lưu cái giá trị. Ở đây thì mình sẽ tạo thanh ghi D20. Và cái thanh ghi dưới số hạng đây thì nó sẽ là thanh ghi D22. Mình dịch chương trình thì tùy thuộc vào cái thanh ghi D22 này chúng ta cài là bao nhiêu thì nó sẽ tính tổng các giá trị bắt đầu từ D0. Ví dụ như D22 chúng ta đặt là 5 thì nó sẽ tính 5 cái thanh ghi bắt đầu từ thanh ghi D0. D0, D1, D2, D3 và D4, nó sẽ tính tổng 5 thanh ghi và nó lưu vào cái thanh ghi D20, 32 bit. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái phần mềm GT Designer để chúng ta quan sát. Mình mở cái phần mềm GT Designer 3 lên. Mình tạo một cái project mới.
sẽ chọn cái màn hình to to một tí chúng ta quan sát, thì ở đây mình sẽ kết nối vô phòng, mình bấm tiếng nét, mình kết nối mua ảo nên ra những cái thông số về kết nối thì mình sẽ bỏ qua hết. Trong cái giao diện làm việc thì mình sẽ lấy ra cái switch. Switch tức là cái một cái công tắc nút nhấn, mình tiếp tục vào, mình sẽ chọn cái vào bit. Thì cái thiết bị ở đây mình sẽ chọn nó là 10, do mình khai báo trong cái BIOS là 10. Cái action là cái hành động, cái device là thiết bị, action là hành động. Thì ở đây nó có 4 cái hành động cho cái bit này, có nghĩa là momentary, có nghĩa là một cái nút nhấn mà nó không có nhớ, nó như một cái nút nhấn chạm thôi, chúng ta nhấn vào thì nó có tác động, buông ra nó mất tác động. Cái alternate đây có nghĩa là cái giống như một cái công tắc xoay, chúng ta bật công tắc, chúng ta buông ra thì nó vẫn giữ trạng thái, khi chúng ta bấm lại một lần nữa thì nó mới quay về cái trạng thái ban đầu. Nút set và reset thì nó sẽ đi với nhau thành một cặp, giống như là nút on và nút off. Ở đây thì mình sẽ chọn cái momentary đây, có nghĩa là nút nhấn chạm thôi, nó chạm vào thì nó có tác động, buông ra nó mất tác động. Khi chúng ta chạm vào thì nó thực hiện phép tính, chúng ta buông đây ra thì cái nó vẫn lưu giữ ở cái thanh ghi, cho dù chúng ta nhập cái giá trị khác vào những cái thanh ghi thì nó vẫn chưa có tính. Chúng ta nhấn vào nút 10 này nó mới tính, nó giống như một cái dấu bằng á. Bấm ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy ra những cái hộp để chúng ta nhập cái giá trị vào. Ở đây mình sẽ chọn một cái công cụ là 50 recall display hoặc là 50 recall input. Thì chúng ta lưu ý là input là hiển thị, và display là hiển thị và input là nhập vào. Thì mình sẽ tạo ra những cái hộp để chúng ta nhập vào cái đã, nhập vào những cái giá trị. Cái device đây, cái thiết bị thì lúc nãy mình khai báo là D0, ở đây mình sẽ khai báo là D0. Rồi những cái thông số còn lại thì mình để mặc định thôi. Mình cũng đã giải thích về cái kiểu dữ liệu này rồi, mình bấm ok. Và chúng ta đã có một cái ô để chúng ta nhập vào cái giá trị đầu tiên. Mình sẽ sao chép ra 10 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 ô. Mình sẽ đặt lại tên của cái 10 ô này, cái ô đầu tiên là D0, và cái ô tiếp theo mình sẽ đặt lại D1. Thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ khai báo liên tục, bắt đầu từ D0, xong D1, D2 và D3, D4, D5, D6, D7, D8 và D9. Có tất cả tổng cộng là 10 thanh ghi từ D0 đến D9. Mình đã có một cái nút để thực hiện phép tính rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cái ô để chúng ta nhập tổng số các giá trị. Thì ở đây mình sẽ vào chọn cái phần numerical input luôn, và cái thanh ghi của mình là D22. Cái digit đây, cái số thì mình chọn nhỏ thôi, tại mình chỉ có vài cái số, mình chọn 2 cái ký tự thôi. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo ra một cái ô hiển thị cái giá trị. Thì đây, cái ô của mình là D20, thanh ghi D22, và chúng ta lưu ý nó là cái thanh ghi 32 bit. Ta chọn cái thanh ghi 32 bit. Ok, mình sẽ lấy ra những cái test để chúng ta dễ hình dung. Test tổng số giá trị, tổng số giá trị, và đây sẽ là cái kết quả tổng.
lời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao cho nhau nó to lên tí sao. Có em trong đời với anh nơi anh bình yên. Rồi bây giờ mình sẽ lưu cái chương trình này lại sao tính tổng sao nó lại về desktop trong cái phần mềm GX2 chúng ta bật cái chế độ mô phỏng lên cái Unison lên chúng ta phải bật cái chương trình này lên để nó bật cái phần cái công cụ GX Simulator 2 nó phải bật cái phần mềm mô phỏng này lên cái đó mình mở cái phần mềm GT Subroad 2000 chúng ta lưu ý trong cái phần online có phần communication setup thì ở đây cái phần mềm này nó sẽ cho chúng ta cái tạo những cái kết nối connection là kết nối này nhưng mà chúng ta mô phỏng thì chúng ta sẽ chọn kết nối với cái GX Simulator còn nếu mà chúng ta kết nối với cái build sự thật thì chúng ta sẽ chọn cái phần CPU Drive là connection đây có hai phương thức kết nối thật và ảo kết nối với build sự thật và build sự ảo ta chọn cho phù hợp mình sẽ chọn kết nối với cái GX Simulator 2 lên đây, đây chính là cái GX Simulator 2 đây rồi mình mở cái project vừa tạo ra tính tổng đây mình mở nó ra đây là cái bản mà mình vừa tạo bây giờ mình sẽ nhập vào những cái giá trị cái đầu tiên mình nhập là 10 cái tiếp theo mình nhập là 2 tiếp theo nữa mình nhập là 3 tiếp theo nữa mình nhập là 5 đi à, mình tổng tả tính tạm 4 cái trước như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái giá trị thì ở đây trong cái phần tổng số giá trị mình sẽ nhập vào nó là 4 để nó khai thực nó để nó biết nó tính từ cái số đầu tiên là cái hình video đầu tiên đi không đây mình sẽ bấm vào cái nút đây, đây nó kết quả tính tổng của chúng ta 10 với 2 là 12 12 với 3 là 15 15 với 5 là 20 như vậy nó đã tính tổng giá trị của 4 thanh ghi bắt đầu từ đi không đi không đi 1 đi 2 đi 3 là 4 thanh ghi nó tính ra hai kết quả 20 bây giờ mình sẽ nhập vào những cái giá trị khác 5 3 8 12 6 và 41 theo đây thì chúng ta khi đó thì chúng ta đã sử dụng tất cả là 10 cái thanh ghi thì ở đây tổng số cái giá trị thì chúng ta sẽ nhập vào là 10 enter khi mình nhắm vào dấu bằng đây thì nó sẽ ra kết quả cho chúng ta là 95 giờ mình sẽ thực hiện lại cái tính đến đây thì cái tổng số giá trị chúng ta nhập vào bao nhiêu thì cái kết quả nó sẽ bắt đầu từ cái thanh ghi đi không ví dụ như ở đây mình có 10 cái ô giá trị nhưng mà mình chỉ cần tính trong 3 cái ô đầu tiên thôi thì mình ở đây mình sẽ nhập vào nó là 3 thì nó sẽ bắt đầu tính từ thanh ghi đi không thì 1 và đi 2 như vậy cái giá trị kết quả xuất tính của tổng chúng ta nó chỉ là 15 thôi đây nó chỉ là 15 thôi mà mình chọn 4 thì nó sẽ là tổng cộng thêm cái số ở đây nó sẽ là 20 và nếu chúng ta chọn 5 thì nó sẽ tính tổng các giá trị của 5 thanh ghi nó là 25 và 6 thì nó là 28 đây, như vậy mình đã hướng dẫn chúng ta thực hiện cái phép tính tổng giá trị chúng ta lưu ý đây là cái lệnh VKF sum work và sum đi không đi 20 đi 22 thanh ghi đầu tiên nó sẽ là thanh ghi chúng ta bắt đầu cái giá trị đầu tiên thanh ghi ở giữa đây là cái nơi chúng ta lưu kết quả và thanh ghi thứ ba đây là cái tổng các số giá trị thì video của mình đến đây là hết hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo hy vọng video này nó giúp ích cho bạn.